Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin FBNC Việt Nam ngày hôm nay. Và như thường lệ để mở đầu, xin được điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất. Chứng khoán lao dốc mạnh cuối phiên, thanh khoản sấp xỉ 2.000 tỷ đồng. Năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất giai đoạn 1 dự án cải tạo kênh Tân Hóa Lò Gốm. Doanh nghiệp nhà nước nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,82 lần. Thưa quý vị, mở đầu bản tin trong nước tối nay, biên tập viên Phương Lan sẽ chuyển đến quý vị những tin tức liên quan đến thị trường tài chính trong nước. Xin mời chị Phương Lan. Phương Lan xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 1 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, thì Thanh tra Kiểm toán Nhà nước là đơn vị cấp vụ, có chức năng thanh tra hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng, hiện nay hoạt động của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước được phân cho phòng thanh tra thuộc vụ pháp chế, dẫn đến hoạt động còn nhiều hạn chế. Do đó, việc thành lập vụ Thanh tra Kiểm toán Nhà nước trực thuộc Kiểm toán Nhà nước là hết sức cần thiết. Theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Kiểm toán Nhà nước, thì một trong những nhiệm vụ của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước là giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Tại buổi tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là bà Victoria Kwakwa ngày 16 tháng 1 vừa qua, thì Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao đổi xoay quanh hai nội dung chính, đó là cải cách khu vực tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, thì Phó Thủ tướng bày tỏ việc tái cấu trúc tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước là vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế. Chính phủ Việt Nam khẳng định quyết tâm và cố gắng để triển khai thực hiện một cách quyết liệt, nhanh chóng. Việt Nam đã rút ra nhiều bài học về việc doanh nghiệp nhà nước cần phải được giám sát một cách hiệu quả, chặt chẽ vốn của nhà nước, không thể giao cho doanh nghiệp tự chủ 100% vốn mà cần có sự quản lý của nhà nước. Tuy nhiên thì chính phủ cũng tìm ra phương cách để quản lý không ảnh hưởng đến sự linh hoạt, tự chủ của doanh nghiệp. Dự kiến trong tháng 3 năm 2013, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thế giới sẽ chính thức phê duyệt chương trình tăng tín dụng hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh với tổng giá trị khoảng 250 triệu đô la dành cho Việt Nam. Đây là chương trình hỗ trợ mới, có trọng tâm hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Quân đội MB vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2012. Theo đó, thì tín dụng tăng trưởng đạt 25,6% trong năm qua, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Tổng tài sản của MB vào cuối năm 2012 là 176.019 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2011. Huy động vốn tăng 32%, đạt gần 118.000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên 10.000 tỷ đồng. Năm 2013, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng MB cũng đang tiến hành tăng vốn điều lệ lên 10.625 tỷ đồng. Chuyển sang những thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước trong phiên dịch ngày hôm nay 17 tháng 1, thì thị trường đã đồng loạt giao dốc mặt khá mạnh trong phiên dịch ngày hôm nay. Tâm lý xả hàng của các nhà đầu tư cùng với lực cung không phải là ít để giúp cho thị trường giao dịch tiếp tục ở mức khá cao. Các mã blue chips cũng đã có phiên giảm điểm khá mạnh để góp phần vào sự sụt giảm đáng kể của VN Index. Đóng cửa lại phiên giao dịch ngày hôm nay thì VN Index đã giảm khoảng 1,8%, còn 456,76 điểm với giá trị giao dịch toàn sàn đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội thì nếu như trong phiên buổi sáng, HNX Index còn khá giằng co trong xu thế tăng giảm đan xen thì đến phiên buổi chiều, sức bật của chỉ số này yếu hẳn và giảm mạnh vào thời điểm cuối phiên. Các mã chủ chốt trên sàn này cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Khép lại phiên giao dịch ngày 17 tháng 1, HNX Index đã giảm 0,6%, còn 62,33 điểm, với thanh khoản toàn sàn đạt khoảng 754 tỷ đồng. Và tiếp theo đây thì Phương Lan xin mời quý vị cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn cùng chị Phạm Thị Ngọc Hoa, hiện là phó phòng phân tích và đầu tư của đến từ công ty chứng khoán Bảo Minh. Trước tiên thì xin cảm ơn chị Hoa đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và có thể nói là phiên giao dịch hôm nay là một phiên lao dốc khá mạnh của cả hai chỉ số, đặc biệt là vào thời điểm cuối phiên. Như vậy chị có nghĩ là trong phiên hôm nay chính cái tâm lý xả hàng của nhà đầu tư đã khiến cho thị trường lao dốc mạnh như vậy không ạ? Thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là cả hai chỉ số
cũng như rất nhiều mã trên hải sản đã tăng khá mạnh mà hầu như chưa có phiên điều chỉnh nào là đáng kể. Đấy, bên cạnh đó thì hiệu ứng mở biên độ giao dịch của hải sản cũng tác động rất lớn tới tâm lý nhà đầu tư. Nếu như trước đây thì chúng ta trading ở trên sàn HSX biên độ 5% và 7% ở HNX thì bây giờ chúng ta đã có giá lên hẳn 10% ở HNX chẳng hạn. Nếu như cổ phiếu sáng trần và chiều sàn thì rõ ràng đã tạo lên một cái biên độ lên tới 20%, rất là lớn. Có thể nói rằng đã kích thích cho tâm lý là chúng ta luân chuyển cổ phiếu trong phiên. Và thậm chí một số cổ phiếu mà có thanh khoản thì nhà đầu tư tạo thành những cái kho nhỏ và họ trade trên chính cái kho đó của họ. Và vì vậy nên là sau những cái phiên tăng điểm lớn và cổ phiếu về đến tài khoản rồi thì tâm lý chốt lời có thể nói sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giao dịch ở trên hai sàn. Đấy. Bên cạnh đấy thì chúng ta thấy rằng là sau hiệu ứng tháng riêng như ở một số các cái sàn giao dịch nước ngoài và dẫn đến là dòng tiền khối ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các cái kênh ETF chẳng hạn. Và cái hiệu ứng đó qua rồi thì tự nhiên là cái sức giải ngân không còn ồ ạt nữa. Nó trở về với cái tốc độ thông thường và giảm đi thì việc đỡ cho các cổ blue chip đấy bị giảm sút xuống. Và khi mà cổ phiếu không còn có đà tăng lớn nữa cộng với lại các cái sản phẩm dịch vụ T2 nộp tiền chậm chẳng hạn thì nhà đầu tư bắt buộc phải bán những cổ phiếu đã về để hoàn trả cho những cái lượng mua mới. Và cộng với những cái hiệu ứng đó thì dẫn đến hiệu ứng giảm điểm trên hai sàn, như chúng ta thấy là sáng vẫn còn tăng xanh à, đúng không? Ngày cuối phiên là chiều thì lại giảm mạnh. Tuy nhiên có thể nói là bên cạnh một cái lực cung xả hàng khá lớn của một bộ phận nhà đầu tư thì thanh khoản thị trường vẫn giữ mức ổn định là xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. Điều đó cũng có nghĩa là lực cầu đối với thị trường vẫn có. Vậy chị nói gì về điều này ạ? Có thể nói rằng đầu năm 2013 chúng ta đón nhận rất nhiều tin tức hỗ trợ từ thị trường. Mà những tin tức này đã tạo ra được những hiệu ứng tích cực đối với tâm lý của nhà đầu tư. Nhưng cũng phải nói thêm rằng các chính sách hiện tại là vẫn còn đang trên giấy tờ và chưa vào thực thi. Tức là cũng chưa tạo được những cái dòng tiền thực tế đấy để chạy vào cho thị trường chứng khoán. Ví dụ như là công ty mua bán nợ xấu chẳng hạn, đấy thì rõ ràng từ đây cho đến khi mà chính sách có hiệu lực và chúng ta đánh giá được cái mức độ tác động của chính sách nữa cũng còn một cái chặng đường. Và bên cạnh đó thì không thể phủ nhận rằng có nhiều cổ phiếu về những cái ngưỡng mà các nhà đầu tư cho rằng là nên bắt đáy và nên nắm giữ chẳng hạn. Đúng không? Như vậy thì cùng cái vòng xoáy đấy thì chúng ta thấy rằng cái lực cầu nó không mất đi một cách nhanh chóng giống như năm 2012 mà vẫn còn trong năm 2013. Đấy. Và chúng tôi cũng kỳ vọng là sự phân hóa cổ phiếu sẽ diễn ra một cách mạnh mẽ hơn. Và dòng tiền không chỉ là chỉ dòng tiền đầu cơ, còn dòng tiền đầu tư và các cái dòng tiền từ nước ngoài đổ về nữa. Như vậy thì trước đó thì khá nhiều chuyên gia nhận định rằng là thị trường của chúng ta đang trong một xu thế tăng trung và dài hạn. Như vậy thì với những phiên điều chỉnh như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái xu thế dài hạn hơn của thị trường không ạ? Có thể thấy rằng thị trường của chúng ta cái chu kỳ càng ngày nó càng ngắn lại đấy, và cái vòng quay cũng sẽ nhanh hơn. Thì những phiên giảm điểm như thế này có thể nói rằng rất tốt. Tại vì sao? Bởi vì nhiều khi những cái tâm lý chung của thị trường dẫn đến những cổ phiếu penny tăng hàng loạt mà không hề đi đồng với lại cơ bản của doanh nghiệp thì dẫn đến rằng cái sự tăng điểm đấy cũng chỉ là ngắn hạn thôi. Và sự phân hóa trên thị trường cũng sẽ giúp cho nhà đầu tư là sao nhìn nhận đánh giá lại cổ phiếu một cách xác đáng hơn đi cùng với nền tảng. Và bên cạnh đấy thì các lớp nhà đầu tư này thay lớp nhà đầu tư khác sẽ dẫn đến sự phân hóa một cách vững chắc hơn. Như vậy về quan điểm riêng của chị thì chị có nghĩ là thị trường của chúng ta vẫn trong xu thế tăng trung và dài hạn không ạ? Theo quan điểm của cá nhân mình thì thị trường năm 2013 sẽ có rất nhiều những cái đợt sóng đấy, và xu thế thì nên phân nhóm cổ phiếu hơn nữa. Tuy nhiên thì đánh giá bức tranh năm 2013 sẽ là tích cực hơn năm 2012. Có thể trong thời nói là thời gian gần đây thì khối ngoại đã tham gia vào thị trường với cái lực mua ròng khá là mạnh. Và chị
Chị nghĩ như thế nào về những cái động thái này? Liệu đây là một cái tín hiệu tích cực cho chúng ta không ạ? Hay là một cái điều gì đó đáng lo ngại khi mà thời điểm thoái vốn của các quỹ cũng đang được râm ran, nhiều người nói đến rất là nhiều ạ? Năm 2013 cũng là thời điểm đáo hạn của một số các quỹ đóng. Tuy nhiên thì mô hình của các quỹ trên thế giới cũng có sự dịch chuyển, tức là cái dòng vốn mà tới các cái quỹ closed end fund và quỹ open end fund đấy, và đặc biệt là các cái exchange traded fund, thì rõ ràng là ETF là một cái sự lựa chọn mới, bởi vì tính linh hoạt của các quỹ đấy cũng như là chi phí quản lý cũng thấp hơn. Đấy, dòng tiền vào ra cũng đơn giản hơn. Đấy, vì vậy nên là việc mà xu thế ETF trở nên là cái dòng vốn thu hút được nhiều vốn trên toàn cầu cũng giống như là ở Việt Nam vậy. Đấy, và dòng vốn đó lớn lên thì tự nhiên dòng vốn đưa vào Việt Nam cũng sẽ tốt hơn. Đấy, mình đánh giá rằng là cái dòng vốn này cũng sẽ hỗ trợ rất tốt cho thị trường trong năm 2013. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đánh giá cái con số một cách cụ thể hơn, tức là cái hiệu ứng ở tháng giêng, và khi mà khối ngoại người ta cũng có một cái kỳ nghỉ lễ tương đối dài, dẫn đến là họ phải ồ ạt giải ngân để tạo nên đủ cái block lớn, tạo nên những cổ phiếu ETF sẽ cho thị trường thứ cấp, thì dẫn đến là họ giải ngân mạnh đầu năm, nhưng về sau thì cái Sẽ hiệu giảm ứng đấy dần. sẽ yếu hơn. Dạ vâng. Anh xin cảm ơn những chia sẻ của chị trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Cảm ơn Phương Lan. Dạ. Và tiếp theo đây thì Phương Lan xin mời quý vị đến với những thông tin liên quan đến tình hình tỷ giá cũng như giá vàng trong nước trong ngày 17 tháng 1. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại phần 1 của bản tin FBNC Việt Nam và xin được điểm qua những thông tin đáng chú ý khác trong phần 2. Năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất giai đoạn 1 dự án cải tạo kênh Tân Hóa Lò Gốm. Năm 2013, miền Nam có nguy cơ thiếu điện.